Trong video này mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các bạn về cái sách hướng dẫn tin học lớp 3 của các tác giả Nguyễn Minh Thiên Hoàng và Nguyễn Hoàng Sang. Thì trước đây mình đã làm một loạt những cái video hướng dẫn tin học lớp 3, lớp 4 năm ở trên sách hướng dẫn tin học. Nhưng mà có một số bạn phản hồi thì không giống với sách của các bạn và chụp cho mình xem cái hình sách như thế này. Thì hôm nay mình đã đặt được một số quyển sách lớp 3, lớp 4, lớp 5 về thì mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn theo cái bộ sách như thế này. Nếu như các bạn có học giống cái quyển sách này thì các bạn học nó sẽ dễ dàng hơn. Hoặc các bạn nếu như đang học cái bộ sách kia, các bạn cũng có thể tham khảo thêm ở bộ sách này để giúp nâng cao kiến thức cho các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài đầu tiên, đó là bài làm quen với máy tính ở trong sách tin học lớp 3 tập 1. Các bạn nhớ là cái cuốn sách các bạn giống như thế này thì cái hình nó mới giống nha các bạn, giống như chương trình của các bạn đang học á. Thì bài đầu tiên các bạn sẽ học là bài làm quen với máy tính. Thì trong bài học này mình sẽ giúp các bạn những cái kiến thức cơ bản về máy tính. Thì như các bạn biết thì bây giờ mình sẽ mở một cái bài đầu tiên này lên cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn sẽ tìm hiểu về những cái thành phần cơ bản của máy tính. Như hình các bạn nhìn thấy thì đây là một cái máy tính gồm có những cái thành phần cơ bản như thế này. Để hoạt động được thì máy tính thứ nhất là các bạn cần phải có một cái hùng máy tính. Cái này gọi là hùng máy tính, hay các bạn còn nghe nói gọi là cái khay hoặc là cái computer khay. Trong sách giáo khoa thì người ta cũng có ghi rõ. Thì các bạn thấy chữ computer khay là cái này đây. Đây là computer khay nè, cái màn hình nè. Mình lấy cái hình này để cho các bạn xem cho nó rõ ràng chút xíu. Thì đây là cái hùng máy tính, và đây là cái bàn phím của máy tính, hay còn gọi là monitor. Ở đây là màn hình của máy tính, hay còn gọi là monitor. Còn ở đây là cái bàn phím của máy tính, hay còn gọi là keyboard. Và ở đây là cái con chuột máy tính, hay còn gọi là mouse. Đó. Thì các bạn sẽ thấy ở mỗi dòng máy tính có thể là những cái hình dạng bên ngoài nó khác nhau, nhưng cơ bản về máy tính thì các bạn sẽ thấy nó gồm những cái thành phần như thế này. Nó cũng gồm có bốn thành phần chính, đó là màn hình, chuột, bàn phím và cái hùng máy tính. Màn hình thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở những cái màn hình, đây là màn hình LCD. Còn ngoài ra những cái màn hình cũ hơn thì các bạn cũng sẽ thấy những cái màn hình nó to, nó dày. Còn hiện tại bây giờ thì đa phần người ta sử dụng cái màn hình mỏng, nó tựa như thế này để giảm bớt diện tích và đỡ tốn điện nữa. Thì tổng quan của cái máy tính nó chỉ có bốn cái phần chính này. Ngoài ra nó sẽ có những cái thành phần khác mà mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn ở trong những cái bài học sau. Còn cái thành phần chính của nó thì chỉ có bốn thành phần này thôi. Ngoài cái bốn thành phần này thì các bạn sẽ thấy đi kèm với, để máy tính hoạt động được thì đương nhiên các bạn còn phải có dây điện cấp nguồn điện cho cái hùng máy tính này, rồi dây điện cấp nguồn cho cái màn hình này đó. Còn những cái dây của con chuột và bàn phím cũng như là cái dây của màn hình thì các bạn sẽ cắm vào cái mặt sau của cái hùng máy tính. Nhưng ở trong giới hạn này thì cơ bản là các bạn chỉ mới học lớp 3 thôi. Chính vì vậy các bạn cần phải có một người thiết lập cái máy tính sẵn cho các bạn và các bạn sử dụng. Ở đây mình chỉ giới thiệu thôi, chứ các bạn chưa có rành về linh kiện lắm thì mình sẽ chưa nói cụ thể hơn. Mà các bạn chỉ cần biết tổng quát của một cái máy tính là nó phải gồm có những cái thứ này. Nếu như thiếu một trong những cái này thì các bạn cũng có thể sử dụng được, nhưng nó sẽ rất khó khăn. Thậm chí trong một số trường hợp thì các bạn không thể sử dụng được. Ví dụ như trong bốn cái thành phần này mà các bạn thiếu cái hùng máy tính thì chắc chắn là cái máy tính của bạn không thể hoạt động được rồi. Bởi vì cái hùng máy tính này là cái trung tâm. Nếu như các bạn không có hùng máy tính này thì những cái bàn phím, chuột hay là màn hình thì cũng giống như là bỏ đi luôn rồi. Tại vì nó có không hiển thị gì lên gì được hết. Và ngược lại, nếu như các bạn có hùng máy tính mà các bạn không có cái màn hình, mặc dù các bạn có chuột và bàn phím nhưng mà các bạn không có màn hình thì các bạn sẽ thấy không hiển thị được lên gì hết, và mình cũng không có thấy gì để mình làm. Còn khi các bạn có hùng máy tính, có màn hình, có bàn phím mà không có con chuột, trong trường hợp này, một số trường hợp các bạn vẫn có thể sử dụng được. Nếu như không có chuột thì các bạn có thể dùng bàn phím nhưng nó sẽ rất khó khăn. Và ngược lại cũng vậy, nếu như có chuột, có màn hình, có hùng máy tính mà thiếu cái bàn phím, các bạn cũng có thể sử dụng được nhưng cũng sẽ rất là khó khăn. Chính vì vậy, trong bốn thành phần này, các bạn không nên thiếu một phần thành phần nào cả để cho mình sử dụng máy tính nó có thể đơn giản và gọn gàng hơn. Thì đó là máy tính bàn.
Còn máy tính xách tay thì nó sẽ khác, mình sẽ nói sau. Đây là thành phần cơ bản của máy tính để bàn nha các bạn. Các bạn lưu ý là đây là máy tính để bàn. Còn máy tính xách tay và laptop thì nó sẽ khác, thì mình sẽ nói ở phần sau. Đó là cái thành phần cơ bản cần có của cái máy tính. Tiếp theo là các bạn cần phải biết về cái cách ngồi sử dụng máy tính. Ở đây mình có lấy những cái hình cho các bạn xem thử. Thì các bạn xem cái hình này. Đầu tiên là cái hình này đi. Đây là cái tư thế ngồi sai và đây là cái tư thế ngồi đúng. Các bạn thấy người ta chỉ mũi tên vào cái cột sống nè. Nếu như các bạn ngồi như vậy các bạn sẽ dễ vẹo cột sống. Còn các bạn ngồi hẳn như thế này thì nó sẽ ít bị cột vẹo cột sống hơn. Chứ các bạn cũng không nên ngồi quá lâu. Đó. Và hình tiếp theo thì các bạn thấy nó giống như cái hình bên dưới này, vẹo cột sống. Đây là cũng ngồi hẳn nè. Đây là hai cái tư thế ngồi hẳn, hai tư thế ngồi đúng. Còn đây là hai cái tư thế ngồi sai, sẽ dễ bị vẹo cái cột sống lưng ở đây. Và cái hình này thì các bạn thấy đây là tư thế ngồi đúng và đây là tư thế ngồi sai. Đúng ở đây là các bạn thấy cái tay này nó phải vừa phải, chứ các bạn để cái tay hẳn như vậy cũng được, nhưng các bạn sẽ dễ mỏi tay, khi đánh bàn phím các bạn sẽ rất là nhanh mỏi tay. Đó. Còn cái hình này là cái hình tư thế chuẩn của một cái người ngồi bàn phím máy tính, thì nó sẽ ghi ra rõ cho các bạn như thế này. Khoảng cách 40 đến 75 cm từ cái mắt cho đến màn hình, và cái góc là 20 độ, và những cái góc này cũng vậy, và đây là độ cao. Thì cái này là trên lý thuyết thôi nha các bạn, chứ thực tế ít khi nào mà mình ngồi vào máy tính mà mình có thể đạt được một cái mức độ hoàn chỉnh như thế này. Còn ở đây là sách đưa ra một cái mức hoàn chỉnh nhất, các bạn nếu làm được giống như thế này thì rất là tốt, còn không thì các bạn cứ áp dụng theo trường hợp ở nhà của bạn thôi. Vì đôi khi nhiều khi các bạn có thể ngồi dưới đất cũng có thể, nhưng trong trường hợp này đây là cái cách mà được khuyến khích tốt nhất khi các bạn ngồi thao tác với máy vi tính. Đó là cái phần thứ hai. Đây trong sách mình cũng có chụp lại, nhưng mà mình sẽ lấy những cái hình rõ hơn để cho các bạn dễ nhìn. Và tiếp theo là các bạn sẽ cần phải biết cách tắt và mở một cái máy tính. Đó là cái cơ bản đầu tiên mà các bạn cần biết. Bây giờ để tắt và mở máy tính thì các bạn cần phải biết cái chỗ này. Các bạn sẽ thấy trên máy tính nó sẽ có một cái nút nguồn. Ở trong trường hợp này là máy tính đang cắm điện rồi nha các bạn. Để mở nguồn máy tính, giả sử trong trường hợp này máy tính đang tắt thì các bạn có thể bấm nút nguồn máy tính đây. Đây là một cái nút nguồn máy tính của cái máy này. Nhưng với cái máy này thì các bạn sẽ thấy cái nút nguồn nó sẽ nằm ở vị trí này. Và thường thì các bạn sẽ thấy cái nút nguồn nó sẽ nằm như thế này. Đây là cái máy thông dụng và thông thường mà các bạn sẽ dễ nhận biết nhất. Đó là cái nút nguồn ở đây. Đây là cái nút nguồn của máy tính. Nút nguồn chính đó các bạn. Thỉnh thoảng các bạn sẽ thấy có một cái nút khởi động lại nhỏ nhỏ ở chỗ này. Đó, đây là cái nút nguồn chính. Như vậy để khởi động được máy tính hoạt động thì các bạn cần phải nhấn vào cái nút to. Thường thì trên thùng máy tính sẽ có nút to và nút nhỏ, và nút nguồn nó là sẽ nút to. Còn nút nhỏ là cái nút khởi động lại. Nút nguồn là để các bạn bật máy tính lên. Còn nút khởi động lại là trong trường hợp khi các bạn sử dụng máy tính nó bị treo hoặc là bị đứng, không thao tác gì được, thì các bạn hãy bấm nút nhỏ để nó khởi động lại nhanh. Đó là trong trường hợp máy tính bị treo thôi. Chứ thường thì các bạn không nên làm cái cách đó, chỉ áp dụng khi máy tính bị treo thì mới dùng cái nút nhỏ là khởi động lại như thế này. Như vậy nếu như máy tính mới mua về cắm điện và các bạn mở lên thì các bạn sẽ bấm vào cái nút to này để mở cái thùng máy tính của mình lên. Mình sẽ bấm vào nút này. Thì khi các bạn bấm vào cái nút này thì nó sẽ diễn ra cái quá trình khởi động máy tính như thế này. Thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem thử. Màn hình các bạn nhìn thấy đây là quá trình khởi động của máy tính. Và máy tính của mình đang sử dụng một cái máy ảo để thao tác cho các bạn. Đó là máy tính sử dụng hệ điều hành Windows 7. Các bạn sẽ thấy máy tính khởi động nó sẽ có cái hình dạng giống như thế này. Đó, như vậy là máy tính của mình đã khởi động xong. Đây là giao diện của máy tính sau khi khởi động xong. Cái màn hình của mình nó trống trơn, không có gì hết. Đó là cái cách để các bạn khởi động cái máy tính. Như vậy, để tắt máy tính, ví dụ như các bạn xài xong rồi, các bạn không muốn sử dụng nữa, các bạn muốn tắt đi, thì các bạn hãy bấm vào nút Start chỗ này. Đó, rồi mình bấm vào chữ Shutdown đây, để tắt cái máy tính. Đó. Thì quá trình tắt máy tính nó sẽ diễn ra như thế này. Các bạn hãy Shutting Down đây. Đó là cái cách tắt máy của Windows 7. Ví dụ như mình đang sử dụng máy tính Windows 10, thì mình sẽ bấm vào cái chỗ này. Bấm vào nút Start đây. Các bạn thấy cái nút hồi nãy nó khác với cái nút này. Và tắt thì mình sẽ bấm vào nút chỗ này nhẹ một cái. Nó sẽ hiện ra ba cái bảng này, các bạn có thể bấm vào chữ shutdown đây, nó cũng sẽ tắt máy.
Nhưng trong trường hợp này mình không tắt bởi vì mình đang hướng dẫn cho các bạn trên máy tính này. Mình tắt thì các bạn sẽ không có thấy video hướng dẫn tiếp tục được nữa. Nên mình chỉ giới thiệu cho các bạn biết thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ tìm hiểu đến cái phần khởi động chỗ này. Các bạn sẽ thấy ở đây người ta sẽ hỏi là em hãy quan sát các hình ảnh minh họa sao và đánh dấu vào dưới những hình ảnh máy tính có thể giúp ích cho con người. Như vậy thì các bạn xem thử coi máy tính có thể làm những việc nào. Hình đầu tiên là trồng cây. Thì chắc chắn là máy tính không thể trồng cây được rồi. Như vậy hình này là không phải. Và hình này là tính toán. Như vậy máy tính có thể giúp các bạn tính toán được. Ở đây là vẽ. Đây nó có biểu tượng vẽ đây. Máy tính cũng có thể giúp các bạn vẽ tranh được. Chạy bộ. Chạy bộ thì máy tính không giúp các bạn chạy bộ được rồi. Và nghe nhạc thì máy tính có thể giúp các bạn nghe nhạc được. Như vậy ở đây nó sẽ có là tính toán, vẽ tranh và nghe nhạc. Còn những cái thành phần này thì các bạn hãy tự điền vào vì đây là rất là dễ dàng rồi. Đây là màn hình, đây là bàn phím, đây là hùng máy tính và đây là con chuột. Tiếp theo là mình sẽ qua ở cái phần cái hình ở cái trang số 6 thì mình sẽ qua cái hình này đây. Các bạn sẽ thấy ở đây nói cái này rất là dễ. Màn hình các bạn sẽ thấy ở đây màn hình nó sẽ nói với cái màn hình bên đây và nói màn hình bên đây, bàn phím ở đây là bàn phím. Ở đây cũng là bàn phím. Còn chuột thì đây các bạn sẽ nói với hai con chuột chỗ này. Ở phần về đích này thì sẽ có một cái câu hỏi là ngoài các thành phần cơ bản mà em đã học, em còn nhận thấy máy tính có thêm các thiết bị nào khác. Thì ngoài bốn cái thành phần cơ bản như trên, các bạn cũng sẽ thấy máy tính nó còn có thêm những cái như là máy in, máy scan. Nhưng mà những cái đó là những cái phần phụ, có cũng được. Không có cũng được nha các bạn. Cái đó thì nó cũng không có bắt buộc lắm. Thường thì các bạn sẽ thấy ngoài máy tính sẽ có máy in và máy scan là nhiều đó. Còn ngoài ra thì nó chỉ có 4 thành phần chính mà mình đã nêu ra cho các bạn ở trên thôi. Ở cái phần này thì các bạn sẽ thấy người ta yêu cầu là em hãy khởi động một phần mềm trò chơi luyện sử dụng chuột máy tính và lần lượt rèn luyện cách sử dụng chuột trái, chuột phải và thao tác nhấn giữ kéo hỏa chuột. Mình thấy ở trong đây thì không chỉ yêu cầu như thế này nhưng mà không có gợi ý cho các bạn một cái phần mềm trò chơi luyện sử dụng chuột nào cụ thể. Thì chính vì vậy các bạn cần phải áp dụng với cái lớp 3 của một cái chương trình mà mình hướng dẫn dành cho một cái khu vực khác, giống như mình đang ở miền Nam và Bà Rịa Vũng Tàu thì mình hướng dẫn trò chơi luyện tập sử dụng chuột. Thì để thực hành cái bài này các bạn hãy vào mở trình duyệt Google Chrome lên hoặc trình duyệt nào cũng được. Các bạn hãy vào cái trang YouTube của mình. Mình sẽ bấm vào youtube.com trước. Đó, youtube.com. Các bạn vào cái mục tìm kiếm ấy nè. Các bạn search cái tên của mình là Lê Kim Quốc. Rồi các bạn bấm Enter hoặc là bấm vào cái kính lúp đây cũng được. Các bạn sẽ thấy cái hình đại diện cái kênh của mình và cái tên Lê Kim Quốc là tên của mình đây. Các bạn bấm vào chữ Lê Kim Quốc chỗ này. Các bạn hãy bấm nút xin chào gần này cho nó dừng lại đi. Thì trong đây mình trong cái một video này nè, nó sẽ có rất là nhiều cái video của mình. Và để tìm được cái video mà phần mềm trò chơi luyện tập sử dụng chuột á, thì các bạn bấm vào cái kính lúp chỗ này. Rồi nó sẽ hiện ra ở chỗ cái chữ tìm kiếm đây. Các bạn bấm vào là trò chơi luyện tập sử dụng chuột. Rồi các bạn bấm Enter. Thì nó sẽ ra một số kết quả cho các bạn. Thì ở trong những cái kết quả như thế này, các bạn hãy bấm vào cái chỗ là cái video mà mình có ghi cái chữ là cách tải và cài đặt trò chơi luyện tập sử dụng chuột của hướng dẫn tin học lớp 3 này. Các bạn hãy vào đây để các bạn xem và để biết cách tải về cái trò chơi này. Sau khi các bạn tải về cái trò chơi này xong rồi, các bạn muốn biết cách sử dụng trò chơi này thì các bạn xem cái video chuột máy tính ở đây nè. Đó, các bạn thấy cái video chuột máy tính, bài số 3 chuột máy tính chủ đề 1 làm quen với máy tính của sách hướng dẫn tin học mà mình đang ở đây á, thì các bạn xem cái video này để biết cách chơi. Nếu như các bạn trong quá trình các bạn tải về cái trò chơi này mà các bạn có bị một cái lỗi giống như cái lỗi này, mình có làm một cái video là khắc phục lỗi không cài được, thì các bạn xem thử coi các bạn có bị dính cái lỗi giống như thế này không, để tải được, để khắc phục cái lỗi thì các bạn cũng có thể tải được cái trò chơi này. Thì đó là cái phần mềm trò chơi luyện tập sử dụng chuột, các bạn kết hợp bên đây luôn thì mình thấy rất là tốt, vì các bạn có thể song song cùng lúc kết hợp bên này và bên kia thì các bạn mới
có kiến thức cơ bản được tốt hơn. Ngoài cái trò chơi luyện tập sử dụng chuột này thì mình trong cái kênh của mình còn có một cái video là hướng dẫn tải và chơi game stick tập đích chuột mới nhất. Thì đây cũng là một cái game để giúp các bạn tập sử dụng chuột trên máy tính rất là tốt cho các bạn nhỏ. Thì đó là cái phần tập luyện trò chơi sử dụng chuột mà trong đây sách không nói rõ, thì các bạn hãy áp dụng theo cái cách mà mình vừa hướng dẫn cho các bạn. Còn các bạn hoàn thành được bao nhiêu thì các bạn tự đánh dấu vào chỗ này. Và ở đây thì có cái phần đọc thêm này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đó là ngoài cái máy tính để bàn thì các bạn còn có một cái máy tính khác, đó là cái máy tính xách tay. Thì đây là cái hình cái máy tính xách tay đây các bạn. Như các bạn thấy thì máy tính xách tay nó sẽ gọn gàng hơn cái máy tính để bàn rất là nhiều, vì người ta làm lợi mang tính chất di động. Bản thân nó khi các bạn nói cái tên là xách tay thì các bạn biết là có thể xách tay mang đi mọi nơi rồi. Thì máy tính xách tay hay còn gọi là laptop cũng giống như máy tính bàn như thế này thôi, nhưng người ta sẽ gộp luôn cả cái hùng CPU. Cái hùng CPU đây người ta sẽ gộp chung vào cái hùng màn hình này. Đây là cái nơi gọi là màn hình, hùng CPU nó nằm ở phía dưới này luôn nè bạn. Nó dẹp dẹp như thế này luôn đó. Cái hùng CPU nó như thế này. Rồi các bạn thấy chuột và bàn phím nó nằm ở đâu các bạn? Chuột nó sẽ nằm ở vị trí này đây các bạn. Đây là vị trí của chuột và đây là vị trí của chuột. Bàn phím thì các bạn thấy đây là vị trí của bàn phím ở trên laptop, máy tính xách tay. Đây là bàn phím. Còn màn hình thì màn hình nó sẽ nằm ở vị trí này nè các bạn. Như vậy các bạn có thể thấy máy tính xách tay rất là tiện lợi, gom tất cả 4 trong 1. Đương nhiên các bạn sẽ thấy còn có một sợi dây cấp nguồn để cấp nguồn cho máy tính xách tay hoạt động nữa. Thì ở đó khi các bạn mua nó sẽ có. Còn đây là mình chỉ có cái hình máy tính xách tay thôi. Dây nhợi, dây điện thì mình chưa nói tới đây. Đó là cái máy tính xách tay. Thì ngoài tính máy tính xách tay, các bạn sẽ thấy còn một cái thiết bị nữa, đó là máy tính bảng. Thì đây là cái hình của máy tính bảng. Máy tính bảng này thì nó không giống như máy tính để bàn nha các bạn. Mình chỉ nói máy tính bảng này nó chỉ giống như là cái điện thoại thôi, chứ nó không có nhiều tính năng như máy tính để bàn. Như vậy thì công dụng máy tính để bàn thì ngoài máy tính để bàn ra chỉ có máy tính xách tay là giống thôi. Còn cái này thì các bạn tìm hiểu thêm, đó là máy tính bảng gọn gàng thôi, chứ nó không có giống như máy tính bàn và máy tính xách tay được. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy ở trong máy tính nó còn có một cái khái niệm gọi là thiết bị nhập và thiết bị xuất, giống như sách ghi đây. Thì những cái thiết bị nào mà nhập thông tin vào thì gọi là thiết bị nhập, và những cái thiết bị nào xuất ra ngoài thì gọi là thiết bị xuất. Như vậy thì thiết bị nào là nhập các bạn? Các bạn sẽ quay lại cái hình. Như vậy các bạn sẽ thấy hùng máy tính, bàn phím hay con chuột, đó là những thiết bị dùng để nhập thông tin vào. Đó, cụ thể là bàn phím và cái con chuột thì các bạn sẽ dùng để nhập vào máy tính. Còn cái hùng á, thì cái đó là các bạn dùng để xử lý thông tin. Còn thiết bị xuất, xuất có nghĩa là xuất ra ngoài, thì các bạn sẽ thấy xuất ra ngoài ở đó là cái màn hình. Màn hình là nơi để xuất ra ngoài, thì nó gọi là xuất cái thông tin cho các bạn nhìn thấy được trên màn hình, thì đó gọi là thiết bị xuất. Ngoài màn hình thì các bạn có thể thiết bị xuất nữa, đó là máy in. Máy in cũng gọi là thiết bị xuất. Đó, thì đó là những cái thiết bị nhập và thiết bị xuất trên máy tính cơ bản, đó là như vậy. Thì nội dung của cái bài số 1 hôm nay nó chỉ có những cái phần cơ bản mà mình nghĩ nó cần thiết cho các bạn là như vậy thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở bên kênh YouTube của mình với những cái bài học nó cũng gần giống như vậy. Thì các bạn nhớ vào kênh của mình để tìm thêm. Còn ở trong cái bài học này thì mình nghĩ chừng đó nó sẽ giúp ích cho các bạn biết cơ bản được làm quen với máy tính. Nó gồm có những cái thành phần và công dụng cơ bản là như vậy. Nếu như có chỗ nào các bạn không hiểu hoặc là các bạn không làm được thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Các bạn nhớ đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới video để thường xuyên nhận được những cái video mới nhất của mình. Khi nào mà các bạn có thời gian rảnh, các bạn hãy ghé thăm website của mình là lekimquoc.com. Trên website này mình đã tập trung hết tất cả những video hướng dẫn về tin học mà mình biết được để nhằm giúp cho các bạn học tin học được nhanh chóng và dễ dàng hơn. Thì một lần nữa mình cũng rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem những video ở trên kênh YouTube cũng như là trên website của mình.